Xin được chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, học sinh vào vai khởi nghiệp là dự án học tập độc đáo được thực hiện bởi học sinh khối 6 trường Olympia. Ở những dự án học tập như thế này thì đa dạng các chủ đề như là về gia đình, về xã hội, công nghệ, kinh doanh thì học sinh có thể lựa chọn các chủ đề để lên ý tưởng cho một dự án kinh doanh và các em sẽ được chấm điểm với chính những dự án này và thay vì làm các bài kiểm tra ở trên giấy. Shark Tank là một dự án học tập độc đáo trong bộ môn tiếng Anh của trường Olympia khối 6 học kỳ này. Lấy ý tưởng từ chương trình truyền hình thực tế cùng tên, Shark Tank tại Olympia yêu cầu các bạn học sinh xây dựng một dự án kinh doanh. Cùng với việc vận dụng tiếng Anh, ở mỗi dự án, các bạn học sinh cần sử dụng rất nhiều kiến thức của đa dạng lĩnh vực như truyền thông, marketing, tài chính doanh nghiệp, công nghệ để hoàn thiện sản phẩm. So với bài kiểm tra thông thường, cách học và làm báo cáo theo mô hình Shark Tank này khiến các em học sinh cảm thấy hào hứng và thích thú hơn. Bọn em thấy tự tin vì đã làm được và kêu vốn được hai người. Và bây giờ em thấy rất là vui. Con mới chỉ là một học sinh lớp 6, cũng đầu cấp 2 thôi. Nhưng mà sau khi tham gia những dự án như thế này, con có thể học thêm tài chính và kinh doanh. Mình được trải nghiệm nhiều, mình không bị ngồi trong lớp học, mình chán hay là mình buồn ngủ mà mình được kiểu nói lên những cái mà mình muốn. Mang lên sân khấu nhà hát Olympia trong cuộc thi lần này, 10 dự án ở đa dạng lĩnh vực, từ ứng dụng lựa chọn thời trang, sản phẩm handmade, ứng dụng dành cho thú cưng. 10 nhóm học sinh Olympia khối 6 đã khiến các ban giám khảo vô cùng đắn đo khi đưa ra lựa chọn, còn khán giả thì ấn tượng và thích thú. Bên cạnh những cái hình thức kiểm tra đánh giá mà thuộc nằm trong cái khuôn khổ của sở và bộ ấy, thì bên mình vẫn cố gắng tìm được những cái khoảng không để các bạn ấy, để học sinh có thể được đột phá trong cái tư duy. Shark Tank thì được thiết kế để không chỉ thúc đẩy cái năng lực tiếng Anh của học sinh mà còn giúp cho học sinh tiếp cận được với những cái mô hình kiến thức về kinh doanh, về thị trường và giúp các bạn ấy có được cái niềm đam mê với khởi nghiệp.